Bạn có bao giờ cảm thấy lúc nào cũng thiếu tiền mua súng và skill? Hay là mặc dù round nào đi chăng nữa thì cũng có một người team bạn lúc nào cũng mua giáp 2 và Serif? Tại sao lại như vậy? Hôm nay hãy cùng tìm hiểu về economy trong Valorant. Phần 1. Tiền từ đâu mà tới? Cơ chế cộng tiền của Valorant. Khi bắt đầu một hiệp đấu, mỗi người sẽ được phát 800 credit đủ để bạn mua khẩu lục hoặc là mua giáp. Khi bạn win một round, cả team sẽ nhận được đó là 3.000 credit. Và khi bạn thua, các bạn sẽ nhận được 1.900 ở round thua đầu tiên, nhận được 2.400 ở round thua thứ 2 và nhận 2.900 credit từ round thua thứ 3 trở đi. Một mạng sẽ cho bạn 200 credit, không kể dùng vũ khí gì, cho dù là dao, shotgun, SMG hay là rifle. Đặt spy sẽ cho cả team 300 credit. Nếu bạn còn sống ở round thua, bạn chỉ nhận được 1.000 credit kể cả ở bên tấn công hay là phòng thủ. Hãy tính toán chuỗi thua và súng bạn đang cầm để xem có lên xếp súng hay không. Chính vì vậy, nhiều khi mình có khẩu lục thì mình thường nhảy thẳng vào quả spy để chết. Thứ nhất là không tặng không 200 credit cho địch và thứ hai đó là không để bị thọt tiền. Phần 2, các thuật ngữ mà bạn vẫn hay gặp. Đầu tiên là full buy, có nghĩa là mua đầy đủ. Bạn sẽ mua súng bạn cần, khiên 2 và kỹ năng. Half buy hay còn gọi là light buy, mua một ít làm sao cho vẫn đủ tiền full buy trong round sau. Fork buy, mua cố. Đây là tình huống mà bạn sẽ mua súng tốt nhất có thể và không cần giữ tiền cho round sau. Eco hay là safe. Đây là round mà bạn sẽ mua rất ít hoặc là không mua gì. Mục tiêu của round đấu này chính là vực lại kinh tế của team bạn cho các round sau. Phần 3, áp dụng. Phần đầu của mỗi hiệp đấu sẽ là pistol round. Ở round này cả hai team thì chỉ có thể mua lục mà thôi. Bạn có thể mua giáp hoặc lục hoặc kỹ năng theo vị trí của bạn đang chơi. Nếu như bạn thắng round pistol, round thứ 2 team bạn sẽ half buy. Có một số bạn thì sẽ giữ khẩu lục để tiếp tục chơi. Mình thì mình khuyên các bạn không nên làm như vậy, trừ khi các bạn biết mình đang làm gì. Tối ưu thì bạn nên mua khẩu bulldog hoặc là spectre. Còn nếu team bạn thua pistol round thì round thứ 2 các bạn nên eco và full buy ở round thứ 3. Nếu team bạn thắng cả hai round đầu tiên, round thứ 3 sẽ được gọi là bonus round, nghĩa là round khuyến mãi. Tại sao lại khuyến mãi? Đó chính là vì địch sẽ full buy, còn team bạn vẫn cầm súng nhỏ từ round trước. Tất nhiên là bạn sẽ bất lợi về súng, nhưng nếu như bạn thua cũng không sao, bạn vẫn có tiền full buy ở round sau bình thường. Có một mẹo theo mình như sau, đó là nếu team bạn cả 5 người đều sống và đều cầm Spectre thì nên vứt một khẩu Spectre đi và mua một khẩu Vandal. Chúng ta sẽ sử dụng meta đó là Hero Rifle, sẽ nói ở video khác. Như vậy sẽ tối ưu hơn là 5 người đều cầm khẩu Spectre, rất là tù ở khoảng cách xa. Từ round thứ 3 trở đi thì đã khá rõ ràng để biết bạn nên eco hay là full buy. Bạn nên nhìn tiền của team địch ở đầu round cũng như là nhìn tiền tối thiểu của team mình ở round sau. Nếu tiền tối thiểu của bạn dưới 3.900, khả năng cao là round sau bạn sẽ phải eco hoặc là half buy nếu như thua. Nếu như tiền tối thiểu của bạn ở mức 3.900 thì bạn có thể mua Vandal và giáp 2 ở round sau. Nếu như tiền tối thiểu của bạn từ 4.500 trở lên, bạn có thể full buy cả skill. Giờ bạn đã hiểu cách tiền hoạt động trong Valorant. Mong rằng bạn sẽ có thể chi tiêu nó hiệu quả hơn và thắng nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video sau.